Chào các bác nhá. Giới thiệu cụ thể với các bác về cái lưới tàn hình nhá. Lưới tàn hình mắt 3 phân. Chiều dài là 15 m, chiều cao là 5 m để cho đánh các bác đánh khuyên này. Đánh khuyên, đánh màu, đánh xẻ, nói chung là anh em mà đánh chim tàn hình ấy, đánh gì nữa là chủ yếu dùng cái loại này nhá. Đây các bác này. Đây là tôi đã căng thử một cái này đây cho các bác xem nhá. Các bác thấy này. Đây. Không quan sát đây phải nữa. Đây nhá, cái mắt này là mắt 3 phân. Mắt 3 lưới tàn hình. Chiều cao của nó là 5 m và nó được chia thành đây các bác nhìn này, chia thành 9 giường. 9 giường nhá. Đây là cái giường trên cùng. Đây các bác nhìn này. Giường trên cùng thì là có thắt thắt chống gió này, chống xô này. Đấy, thắt chống gió xô đây, đây là giường trên cùng nhá. Đấy. Đây là giường thứ hai này. Giường thứ hai. Giường thứ ba này. Giường thứ tư này. Giường thứ năm này nhá. Giường năm này. Giường thứ sáu này. Giường thứ bảy này. Đây, giường thứ bảy. Giường 8 này. Giường 8 nhá. Và giường 9, giường thứ 9. À, cái giường dưới cùng này. Thì bây giờ nó là 9 giường nhá, 9 giường thì tạo thành 8 túi các bác nhá. 9 giường tạo thành 8 túi. Đây. Cái này là 5 m nhá, 5 m. Đây các bác nhìn này. 5 m, 9 giường, 8 túi nhá. Đây là cái sợi cước lưới tàn hình. Lưới tàn hình hay anh em còn gọi là lưới mù nhá. Lưới mù. Thì cái này nó là mắt 3 phân. Đánh dê này, đánh khuyên này. Thế nhưng mà đa phần anh em chơi cái này gọi là đánh đa năng luôn. Chơi cả xẻ, cả chào màu luôn nhá. Đây. 9 giường, 8 túi. Hàng này là hàng đặt nhá các bác nhá. Hàng đặt thì nó mới được cao 5 m. Còn hàng bình thường là không được cao 5 m đâu. Không có 9 giường, 8 túi đâu nhá. Hàng này hàng đặt mới có được như này nhá. Đây các bác nhá. Một cái tay của nó thì có thể là dài 15 m hoặc 20 m, nhưng mà cơ bản là tay là 15 m để cho nó dễ căng. Nhưng nhiều khi là những cái địa hình là nó khó căng, không căng được chiều dài nhiều. Đây các bác nhá. Quy cách đóng gói. Quy cách đóng gói nha các bác nhá. Mỗi một tay lưới là đóng trong một túi như thế này. Đóng túi như này nhá các bác nhá. Đấy, một quay đóng túi như này. Hàng thì là ship COD đi toàn quốc các bác nhá. Hàng này là hàng lấy đặt này. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại của shop, sẽ nhận được sự tư vấn bán hàng từ anh em trong tổ bán hàng nhá. Hàng ship COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền nhá. Một tay lưới mắt 3, lưới tàn hình. Hàng đặt này. 9 giường, 8 túi nhá các bác nhá. Mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại của shop nhá. Các bác trước khi mua hàng thì xem video để thấy được rằng cái lưới mình mua cấu hình của nó như nào, số đo làm sao, chiều cao nhá. Thế là các bác nắm được. Đấy. Thì có gì các bác vui lòng alo trực tiếp cho shop nhá. Ngoài số lượng rất là nhiều nhá. Lưới tàn hình cho anh em đam mê chơi. Đấy. Còn các bác cứ liên hệ trực tiếp cho nó nhanh, giao dịch cho thành công. Rồi chúc các bác mua bán thành công vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.